Có anh em nào săn đồ cổ không? Đây đồ cổ đấy. Tết thời nào không? Áo tê đã chưa? Thế à, 70 nhỉ? Thế năm 70. Từ lúc mình chưa sinh ra đấy các bạn, cái này. Nhưng mà không biết người ta sản xuất từ bao giờ. Ở thằng Trung Quốc mà ra. Này hàng Trung Quốc ấy, nặng cực luôn. Cái này nó phải rơi vào tầm 6 cân, 6-7 cân rồi đấy. Nặng phết. Nặng lắm. Cái này làm bằng đồng nha các bạn nha. Này, đồng này. Đấy. Chưa. Nhìn như kiểu lấn cả vàng. Nhìn nó bóng lắm. Này, bóng lắm. Đấy. Đấy. Chưa. Xem bên trong. Ôi trời ơi. Cái này tại tại vì nó nặng ở đây này các bạn. Cổ mà lại là khu mình đất nước có vôi thế là nó mình đun nấu nó vôi nó bám đầy trong nặng lắm. Nặng lắm. Đây này vôi này. Bóng thành cục trong thảo nào nó nặng. Nhưng mà cái này cân nặng chính của nó chắc có rơi vào tầm 6 đến 5 cân, 5 đến 6 cân đấy. Đấy, đây có những cái họa tiết như này. Đấy. Chả hiểu đây con hình như con nhện như cái gì ấy này. Chả biết cái này là chữ gì. Chữ tàu này. Còn bên này thì có kiểu con thần lằn này. Như con thần lằn các bạn. Con thần lằn hay là con gì ấy. Đấy. Mọi người cứ đồn bảo là con này là con thần lằn. Từ khi biết con này có giá trị thì bọn mình sẽ không dùng tí tới 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 nữa. Lấy cái khác rồi mua mấy cái nhôm nhôm này dùng thôi đấy, dùng mấy cái nhôm này thôi, còn là cái này thì để thôi. Có bác nào hỏi mua cái này thì bán, chả biết người ta bán giá bao nhiêu, nghe bảo là được giá lắm ấy. Đây đi đấy của nó này đấy. Nghe nó giòn. Hiếm đấy, đồ này hiếm đấy. Sam in mù mà thế nào, giá trị mình trên làm đâu. Em 30 cân lợn, 30 cân lợn nhưng mà vào thời điểm dịch tả như này mấy cả Covid Corona này thì 30 cân là cũng 3 triệu các bạn. Nhưng mà so với thời bây giờ là 3 triệu. Con này là 3 triệu, mua từ thời chữ tới năm 70 à. Mua từ năm 70. Bên người ta ấy từ bao giờ? Người ta sản xuất từ bao giờ nữa? Từ năm 70 đấy, nó vẫn còn ngon lành, nó không 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 bị hao mòn đâu, chả bị mòn đi đâu. Bên trong nó còn đắp lên một cái lớp vôi còn dày ngon lành. Cái này để vào viện bảo tàng trưng bày. Cái này khả năng nếu mà ấy, nếu mà bảo có giá thì sau này cọ ra cho nó sáng bóng xong mình để trưng bày ở nhà mình cho đẹp. Đây có mặt lớn bố, thúc có mỹ có mặt lớn kiểu ăn mỹ, thúc mặt lớn cho mặt tăng ra tú, tăng ra tú vậy trang trí. Đây đây về trang diệt thu có một mét sao tù về mít tôi là trên lạc áo cưỡng quá cùng hơn hào sát tù kinh gì nè, cho cái tủ này này đấy, ví dụ cho cái ngăn kính kia để trưng bày cho nó đẹp đấy. Thôi anh em nào biết con này có giá trị như nào thì anh em comment nhá,
phần bình luận nha để mình biết nha. Và khả năng là mình sẽ kết thúc cái video này đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo nha. Đấy, các bạn thấy video hay nhớ cho mình một like và đăng ký để ủng hộ nha. Bây giờ đút vào bao xong cướp đi thôi. Không trộm vào bê mất chết.